Tại công viên quốc gia Yosemite nằm ở phía bắc California, một chú gấu nhận nha đi dọc theo một khoảng trống trong rừng và một đàn hươu kéo nhau xuống những con đường vắng. Vốn nổi tiếng với những thác nước và hàng cây cổ tùng khổng lồ, công viên quốc gia này thông thường đón hơn 3 triệu lượt khách mỗi năm. Nhưng kể từ khi công viên đóng cửa nhằm tuân thủ các hướng dẫn chống virus corona, những loài động vật vốn nhút nhát giờ đã bắt đầu xuất hiện. Nếu bạn tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó thì thực sự rất ấn tượng, bởi lúc này công viên rất vắng vẻ. Thật tuyệt khi có thể lắng nghe những âm thanh tự nhiên của dòng sông, của những loài động vật hoang dã và cả của những chú chim nữa. Từ những chú voi lang thang trong một khu ngoại ô ở Ấn Độ cho đến một chú báo trên đường phố Santiago, Chile, những loài động vật hoang dã được phát hiện ở những địa điểm không ngờ nhất. Giáo sư Sarah Bicassi giải thích. A lot of these species have been existing on the periphery of cities. Rất nhiều loài động vật vốn vẫn đang sinh sống trong khu vực ngoại vi của các thành phố, nhưng vì những mối đe dọa mà chúng thường phải đối mặt, ví dụ như giao thông, tiếng ồn, ô nhiễm không khí và những xung đột với con người. Giờ khi mà chúng ta buộc phải cách ly tại nhà, những loài vật này cảm thấy tự tin hơn khi quay về chúng cũ. Đây là điều đã xảy ra tại Anh, nơi mà người dân đang phải tự cách ly tại một khu ngoại ô của London, thường xuyên bắt gặp những đàn hươu thân thiện ghé thăm. Con bé nhà tôi nghĩ rằng ông già Noel đã gửi đàn hươu này đến để chăm sóc và bảo vệ tất cả mọi người trong lúc phải cách ly. Tại Italy, một gia đình người Tuscan đã nhận nuôi một chú nai con và coi chú như một thành viên trong gia đình. Nó xuất hiện ở cửa nhà tôi thêm một lần nữa hồi sáng nay và chúng tôi lại đi dạo một vòng. Nó ở đây cả ngày hôm qua và chúng tôi làm gì nó cũng có mặt. Tuy nhiên, không phải lần chạm mặt động vật hoang dã nào cũng diễn ra với tinh thần thân thiện. Tại thành phố Haifa của Israel, nơi người dân buộc phải ở nhà tránh virus, những con lợn rừng bắt đầu xâm chiếm vườn tược của người dân, lang thang trên những con phố vắng, bới rác và khiến mọi người khiếp vía. Chúng xuất hiện khắp nơi. Chúng tôi rất sợ vì lũ lợn này có thể mang mầm bệnh, thậm chí là cả virus corona. Đợt cách ly xã hội chống virus corona cũng đã mang động vật hoang dã tới nhiều vùng khác của Israel. Tại Tel Aviv, một đàn chó rừng đã chiếm một công viên bỏ hoang, tìm kiếm thức ăn tại một nơi vốn được dùng làm sân chơi. Tuy nhiên, nhiều người dân chấp nhận chuyện này như một lẽ thường tình. Thông thường, những loài động vật này không gây hại cho con người và thú cưng. Mọi người cần phải hiểu rằng chúng sẽ tồn tại cùng chúng ta. Chúng đã ở đây trước kia và sẽ tiếp tục trong tương lai. Tôi thực sự hy vọng rằng đợt cách ly lần này, với tất cả những điều đặc biệt diễn ra trong thành phố, mọi người sẽ nhận ra rằng chúng ta có thể chia sẻ môi trường sống với các loài động vật hoang dã. Và nó thật kỳ diệu, thật đẹp, và đó là thứ mà chúng ta cần khao khát. Trong những ngày tháng bất ổn này, tự cách ly có thể là quãng thời gian lý tưởng để chúng ta nhìn nhận lại về cái cách mà loài người chia sẻ trái đất với những loài động vật khác.